cái khoảnh khắc mà mình phải thay đổi cũng rất là khó khăn. Mình cũng đã chia sẻ cái này rồi, nhưng mà cái điều mà mình chưa chia sẻ đó là mình đã dành rất là nhiều thời gian để mình nghiên cứu về Thảo Tâm Cô Hồng ở trong Victor Vũ, ấn tượng, xong mình phải xem lại tất cả những clip nhỏ lớn của Thảo Tâm để mình có thể cảm nhận được cái nhân vật này. Và một điều rất là quan trọng đó là trong cái quá trình đi tìm diễn viên á, có một cái đòi hỏi từ đó, nó đòi hỏi thì không đúng, từ Tuấn Trần mong muốn rằng là bạn diễn phải power, phải mạnh. Thì trong đầu mình nói bây giờ ai để có thể nắm đầu được Tuấn Trần, em muốn một bạn nào nó nắm được đầu của em. Thì mình phải đi nghiên cứu để mình coi coi ai có hành trang để có thể nắm đầu được cả Tuấn Trần, để rồi có thể đưa Tuấn Trần vào trong một cái trạng thái mất tự tin và bối rối trước người đó đi ta. Thì một loạt những cái tên được đặt ra, nhưng mà sau khi mình tìm hiểu Thảo Tâm thì mình biết Thảo Tâm có một cái vũ khí mà hồi nãy Thảo Tâm đã kể một câu chuyện nhỏ đó đó, đó là những cái thành tích học tập, những cái thành tích mà một cái con người tri thức đã phải dùng rất nhiều thời gian mình đã chứng minh được nó. Và ngay cái thành tích đó đó thì là cái thứ mà Tuấn Trần rất là sợ, rất là mất tự tin. Cho nên là khi mà Tuấn Trần gặp được Thảo Tâm, mình cho hai người cái buổi đó, hai người giống như nhà trai nhà gái dạm hỏi vậy đó, tới ngồi cái là mình nhìn mình thấy wow, và đây rồi mình cũng không chắc, mình nghiên cứu nhưng mình cũng không chắc rằng là Thảo Tâm có phải hay không, cho tới khi gặp được Thảo Tâm ở bên ngoài đời và mình nghe được cái giọng nữ mà như đàn ông vậy đó. Anh Sơn là cho em thời gian suy nghĩ nha. Mình nói rồi, đây rồi, đây rồi. Dạ, thì ra là cái giọng em đang nói chuyện với mọi người là tại vì em run á, cho nên em hơi nói hơi cao. Chứ bình thường thì cái giọng em nó cỡ này. Dạ, anh Sơn ơi, cho thêm thời gian suy nghĩ, em cảm ơn anh. Khi nghe được giọng này thì mình mới nói đây rồi, cái power của người phụ nữ là đây. Cái sức mạnh của người phụ nữ nó không phải là cái sự chói lói bằng giọng nói, mà nó là một cái bản lĩnh trầm hùng ở dưới, một nữ leader trong nhóm, chị đại. Một cái người mà nói rằng nguyên đám con trai, tưởng tượng đám bạn này mà từng đứa đi nhậu xỉn quắc từng câu thì riêng chị đại này không xỉn. Tức là cái ở bên trong cái insight của nhân vật nó phải là như vậy, vừa tri thức, sức mạnh về tri thức lẫn là cái bản lĩnh chịu đựng. Thì cuối cùng là Thảo Tâm là người mà mình rất là may mắn khi tìm ra được em, và em đã nhận lời vào cái ngày hôm đó.